Thưa quý vị và các bạn, trải qua 3 ngày thi, từ ngày 13 đến 15 tháng 9, tại hội trường Không gian làm việc chung tỉnh Đồng Tháp, cuộc thi Ý tưởng Dự án Khởi nghiệp Xanh Phát triển Bền vững lần thứ 10/2024 đã tìm ra 13 trên 45 dự án thi vòng bán kết 1 vào vòng chung kết, trong đó thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Tháp là hai địa phương có số dự án lọt vào chung kết nhiều nhất. Cuộc thi Ý tưởng Dự án Khởi nghiệp Xanh Phát triển Bền vững lần thứ 10/2024 do Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp BSA, Công ty Cổ phần Vinamilk, Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên và Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp Đồng Tháp tổ chức. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những ghi nhận của chúng tôi qua phóng sự ngay sau đây. Trong vòng bán kết 1 diễn ra ở Đồng Tháp, ngay tại không gian trưng bày sản phẩm của các ý tưởng, dự án khởi nghiệp xanh, phát triển bền vững, Đồng Tháp đã cho thấy sự vượt trội về các sản phẩm. Có tới 6 ý tưởng, dự án của các sinh viên, trường đại học hay các bạn trẻ đã khởi nghiệp trong gần một năm nay. Trong đó, có khá nhiều dự án đã và đang khai thác những giá trị từ cây sen của tỉnh để tạo ra những giá trị gia tăng cao hơn. Và cách khai thác giá trị bản địa từ cây sen kết hợp với yếu tố công nghệ đã được ban giám khảo đánh giá khá cao. Các ý tưởng thì hướng vào hai việc. Việc thứ nhất là dựa vào cái nguồn nguyên liệu tại chỗ gắn liền với cái tài nguyên bản địa để có thể triển khai thành các cái hàng hóa. Thứ hai là chúng tôi thấy là các bạn cũng đang cố gắng lồng ghép những cái giá trị công nghệ mới hoặc là những cái giá trị công nghệ mà thế giới đã triển khai để có thể tích hợp vào các cái dịch vụ hàng hóa và kỹ thuật của mình. Các bạn cũng quan tâm những cái vấn đề rất nóng về phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, thực hành những cái sinh kế để giúp cho cộng đồng tỉnh Đồng Tháp. Thì chúng tôi thấy họ cũng có những cái quan tâm rất là kỹ để có thể nâng tầm giá trị sen. Rất là nhiều các cái ấp ủ để có thể giúp cho cây sen của Đồng Tháp vươn mình. Nó làm cho cái cấu trúc sản phẩm của sen ngày càng đa dạng hóa hơn. Cuộc thi ý tưởng dự án khởi nghiệp xanh phát triển bền vững lần 10 năm 2024, ban tổ chức chia ra hai bảng A và B. Trong đó, bảng A là các ý tưởng hoặc dự án đang có sản phẩm đưa ra thị trường dưới một năm. Tuy nhiên không vì thế mà kém đi sức thuyết phục, hấp dẫn. Một trong những yếu tố quan trọng là nhiều dự án đã đưa vào các tiêu chí về phát triển bền vững mà Việt Nam đã cam kết với cộng đồng quốc tế. Cây dừa nước thì nông dân ngày nay chỉ thu hoạch là lá và trái thôi, còn cái phần gốc lại 50% gốc là chỉ bỏ đi làm phế liệu không có mục đích sử dụng, tận dụng nguồn nguyên liệu tại địa phương, phế phẩm bỏ đi để tạo thêm cái công việc thu nhập cho người dân địa phương, tận dụng cái nguồn 50% gốc còn lại lấy cái phần ruột để làm những cái sản phẩm thời trang, là có tính bền vững, thân thiện môi trường, là nó cũng có độ bền chắc. Các thứ nguyên liệu so ra thì cái này nó rẻ hơn tầm khoảng 30% giá trị đầu vào. Năm nay thì có một cái điểm khác biệt, đấy là các bạn nói rất nhiều đến biến đổi khí hậu, đến net zero, đến phát triển bền vững, và rất nhiều dự án tập trung vào những cái khía cạnh yếu tố liên quan đến phát triển bền vững, tái tạo nhựa như thế nào, hay là làm thế nào để có thể phát triển thêm các cái sản phẩm kinh tế tuần hoàn. Tuy nhiên cái việc có thể thương mại được ấy, thì cũng còn một cái quãng đường nữa. VSA sẽ là một cái nôi, nếu như các bạn tiếp tục ý tưởng, nuôi ý tưởng của mình, chất lọc những cái ý kiến của ban giám khảo để có thể mang cái ý tưởng đó để thương mại hóa, trong khoảng độ 3 đến 5 năm chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái doanh nghiệp đi theo hướng phát triển bền vững. Năm 2024, một số dự án ở các địa phương, các bạn trẻ đã làm mới nhiều nông sản Việt Nam, nhất là những sản phẩm từ nấm, từ khoai lang, vốn là nguyên liệu nhiều dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe, đã được chế biến sâu thành bột, trước khi đưa vào sản phẩm làm bánh hay nhiều thực phẩm thiết yếu khác được người tiêu dùng quan tâm hàng đầu. Trước đây em là trại nấm, em sản xuất nấm và em chuyển giao công nghệ dạy nghề trồng nấm cho bà con nông dân của mình. Thì sau đó em thu mua nhiều của bà con đi, thì cái lượng nấm ở ngoài thị trường nó nhiều, thì dẫn đến giá thành bà con nó bị hạ giá xuống. Em mới nghĩ là đến hướng là sản xuất sau sản xuất nữa, tại sao mình không tận dụng cái nguồn nguyên liệu của mình đang làm. Tính vì vậy là em mới nghiên cứu ra là làm từ nấm rơm, chủ yếu là cái đối tượng khách hàng là người ăn tương. Nguyên liệu này là 60% là nấm rơm tươi luôn, không có một cái chất bảo quản hay là một cái chất hương vị gì hết. Những cái câu chuyện sản phẩm bánh từ khoai lang, chúng tôi đang tạo ra được hiệu ứng khá lớn trong cái tỉnh Vĩnh Long nói chung, cũng như trong khu vực. Sử dụng khoai lang có thể làm bánh được, lúc đó chúng ta không còn câu chuyện là giải cứu cho người nông dân nữa, và bài toán trồng rồi chặt, chặt rồi lại trồng lại bỏ. Dự án này là một trong dự án mang lại một cái tín hiệu lớn cho thanh niên ở địa phương. Một số những cái bạn thanh niên là sinh viên của nước ngoài đang đến với lại công ty bánh Việt Ngọc để nghe những cái câu chuyện chia sẻ về khởi nghiệp. Bên cạnh những dự án có sự đầu tư cho công nghệ, nghiên cứu sáng tạo, tại vòng bán kết thứ nhất này còn có nhiều dự án tận dụng các phế phụ phẩm trong nông nghiệp để biến chúng thành một nguyên liệu đầu vào quan trọng trong quá trình sản xuất khác nữa.
bản thân mình thấy chiếu nó có nguồn gốc từ thiên nhiên đến 90%, cho thợ thiết kế lại cái kiểu dệt chiếu cũng như là màu sắc mình phải đa dạng hơn. Từ đó mình cho ra những tấm chiếu nguyên liệu rất là đẹp, tận dụng nó để làm những sản phẩm thủ công. Thay vì là chiếc chiếu chỉ để nằm ngủ hoặc để ngồi, mình đã cho nó thay một cái áo mới. Ví dụ như mình làm ra móc khóa này, mình làm ra khăn ăn này, mình làm ra lót ly này, hoặc là những cái lót nồi cơm, hoặc là mình để cho chống chiếc xe chứ đừng có chạy cái nhà của mình thôi. Mình sẽ sử dụng nó như tấm vải. Cây khế vườn nhà, nó không có vùng nguyên liệu tập trung nhưng nó có khắp nơi, nhà ai cũng có, vậy rất là dễ làm. Bà con sẽ gom nguồn nguyên liệu về, mình đã tiến hành trồng vào những cái khu du lịch sinh thái, mình đưa sản phẩm vào để cho khách tham quan biết. Đa số là em sẽ sơ chế xong. Hiện nay em đang làm với một công ty gia công và lọc Anderhit, còn phối hợp cùng với khoa nghiên cứu thực phẩm trường Đại học Cần Thơ là nghiên cứu sản phẩm thành một công thức trữ. Vùng nguyên liệu của em á là ở thị trấn Lấp Vò thì em trồng là khoảng được 7 công. Rồi mình sẽ kết hợp với những hộ nông dân trong huyện Lấp Vò của mình hoặc là những huyện lân cận, những cái xã lân cận của mình nữa. Mình liên kết với các sở ban ngành nè để cho khách có thể là tham quan trải nghiệm. Mình thu hoạch trực tiếp những cái sản phẩm artiso đỏ hoặc dâu tằm, không có sử dụng những cái phân thuốc để mình có thể mình ra được cái sản phẩm nó vừa ngon vừa chất lượng luôn. Chúng ta cần phải tập trung vào cái việc là vùng nguyên liệu, vùng trồng nó đạt được cái tiêu chí của mình phải rất là rõ và cần phải minh bạch điều đó. Không có cách gì minh bạch bằng cách là chúng ta phải số hóa nó và thực sự phải có những tiêu chuẩn đính vào trong cái nguyên liệu của mình. Ví dụ bây giờ có rất là nhiều tiêu chuẩn mà cũng không phải là khó để lấy nó, như là Việt Gáp là một trong những tiêu chuẩn rất là ổn định cho vùng nguyên liệu của mình, nhưng mà các bạn thì lại ít quan tâm cái vấn đề đó, cho nên là tạo ra cái vấn đề ở chỗ là làm cho người tiêu dùng người ta vẫn còn nghi ngờ. Sau 3 ngày tranh tài, ban giám khảo đã chọn ra 13 đội vào chung kết cuộc thi Ý tưởng Dự án Khởi nghiệp Xanh Phát triển Bền vững lần 10 năm 2024. Trong đó, bảng A chọn 6 ý tưởng dự án và bảng B chọn 7 dự án. Các dự án được chọn xét trên nhiều khía cạnh, được đánh giá cao vì những tiềm năng có thể khai thác sâu hơn và nhất là có những ý nghĩa tác động đến môi trường, xã hội. Tụi em rất là cảm thấy là hạnh phúc và may mắn là vì đã được ban giám khảo chọn vào để vào vòng chung kết. Tụi em rất là mong muốn là sản phẩm của tụi em sẽ được phát triển mạnh hơn và được nhiều người nông dân biết đến hơn, để có một cái gọi là sản phẩm từ Việt Nam là không có bị hàm lượng kháng sinh như thừa nữa. Được lọt vào vòng chung kết tôi rất là vinh dự và rất là hân hoan. Bởi vì đây là một cái dự án khởi nghiệp mà xuất phát từ cái nghiên cứu khoa học. Chắc chắn là dự án khởi nghiệp xuất phát từ nghiên cứu khoa học thì nó có rất nhiều rào cản vấn đề thương mại quá. Tôi hy vọng là cộng đồng sẽ biết nhiều hơn về cái nấm bông chi đỏ của tôi. Rất là vui và cũng không nghĩ là mình lọt vào vòng trong để mà mình có thể chia sẻ thêm về cái câu chuyện của sản mì từ củ chi của mình. Góp ý phản hồi của ban giám khảo thì nó đã giúp cho em hoàn thiện thêm về cái nội dung của dự án, cũng như là những cái mình sẽ bình dân hóa cái chiến lược truyền thông của mình để cho nó tiếp cận người tiêu dùng tốt hơn. Nó vướng phải một cái này, những cái ý tưởng mà nó còn ở cái giai đoạn gọi là nghiên cứu cơ bản, là cái giai đoạn nghiên cứu thực nghiệm làm rất là hời hợt. Chúng ta đừng có nhầm lẫn giữa hai mục đích nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp. Chúng ta có thể khởi nghiệp bằng một cái dự án công nghệ, tức là nó đã sản phẩm rồi, để tạo lập sinh kế, xác lập cho mình một cái sinh kế để mà mình sống còn và phát triển. Còn nghiên cứu khoa học, mục tiêu là đi tìm bản chất của sự vận động của thiên nhiên. Những cái dự án thực ra người ta đã đi vào cái thương mại hóa rồi, nó cũng rất là đa dạng. Nó đã đi vào thị trường, đã trà sát với thị trường, đã được sàng lọc rất là mạnh. Bên lề cuộc thi, những chủ dự án khởi nghiệp còn có chương trình giao lưu và kết nối tại Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp và Doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp. Sự kiện không chỉ là cơ hội để các thí sinh học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, mà còn mở ra những tiềm năng hợp tác, kết nối mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp.